Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. À một đứa ngay bên này anh em ơi, từ. Đây. Hello bạn ơi, bạn chạy đâu rồi? Qua đây bạn ơi. Đúng rồi bạn ơi. Qua đây bạn ơi. Xem mộ cho bạn. Quẩy gỗ da này anh em ơi. Ngon quá nhỉ, dùng huy hiệu tật săn có luôn gỗ da này, quá đã. Tuyệt vời anh em ơi. Suýt nữa đổi lộn súng này. 4x luôn nhé, quá đã anh em ơi, đồ ngon quá nhỉ. Ngon như này mà không top 1 thì hơi bị phí đồ này. Quấn thêm máu thôi anh em ơi, máu như này vẫn chưa đủ các bạn ơi. Cùng kẹo tiếp tục đi săn mạo này anh em ơi. Mình sẽ ăn tạm cái nấm cái đã, nấm một củ cũng ăn. Đơn giản là bữa nay thì mình sẽ không add tính năng của Migo mà. Đây, mình đang add tính năng của Andrew nhá, với lại tính năng của Nikita nữa. Úi dồi, Lâm Trâm Anh có comment là em bay qua Hà Nội chơi với anh nhé, đây đấy. Úi dồi, tên Trâm Anh cả, tên Trâm anh sợ lắm em ơi. Lại em không ngại ra Hà Nội, em chỉ cần có lý do thôi hả? Đây mình có 4 quả bóng keo rồi nha em ơi. Wow, trang bị giảm thanh luôn nhé mọi người. Cái bảng súng 3 này, trang bị vào luôn nhỉ anh em. Tuyệt vời nhá, để lại nòng súng 2 ở ngoài. Qua đây con nào anh em ơi, tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng săn thêm bạn nào anh em ơi. Qua phía này con nào anh em ơi. Wow. Ồ ngon, 33 cả, tuyệt vời. 33 chúng ta lại lượm được thêm đồ rồi. Quá ổn. Thế mình sẽ lên thứ hai cái đã anh em ơi. Ui, nâng giáp còn nguyên luôn. Thế xíu mình xuống ăn để nâng lên được cái giáp 4.5 nhá. Thế cho nó ngon các bạn ạ. Tuyệt vời. Chỗ này thì không thấy một ai cả. Chơi trên đảo thiên đường thì anh em sẽ kiếm người vô cùng là khó khăn nhá. Đấy, đây chọn anh em ạ, đợi trận chạy mãi không thấy ai cả cơ. Thế mới buồn. Hello anh em và chúc anh em xem live vui vẻ nhá. Đây go nha em ơi. Mình sẽ chạy lên phía 240 coi. Ok, kẹo sẽ cố top 1 nha các bạn ơi. Ui, không thấy ai cả. Chắc là mình sẽ chạy đại qua thính coi. Qua thính chắc là sẽ có người nhá. Đây. Đây go nha em, chạy qua thính luôn. Sao phải ngại nhỉ đây. Có một cái thính vàng ở ngay chỗ này. Đó đó, ngay cạnh sông cả, quỷ ghê vậy. Thế này thì kẹo hơi sợ nha. Mà từ nãy giờ thì kẹo toàn có thể xe máy thôi nha mày, có thể xe ô tô đâu. Toàn xe máy đâm ra hơi chán nhỉ các bạn. Xuống xe nha mày. Nó chết tầng 2 à hay là đâu vậy? Ui, đậu xanh. Bạn ơi đừng làm mình sợ bạn ơi. Ui, bạn ơi đừng làm mình sợ này. Xuống xe đây bạn ơi. Bạn chạy à? À nó chạy rồi nha mày, nó sợ nổ xe này. Đúng rồi, nổ xe rồi em ơi. Mày chạy với anh à? À. Nó sợ tảng đá rồi các bạn ơi. Ok. Thế từ từ. Từ từ thì khoai mới như được nha em ạ. Từ từ mình chưa xuống vội nhá. Xuống vội bây giờ là kẹo xanh mộ rồi nha. Đấy, sau tảng đá hả em? Sau tảng đá mãi ngoài kia thì phải. Ui, lại có xe nữa cơ. Thế thì kẹo sợ rồi. Đây hả? Ở đây hả? Chạy xe này mới ghê chứ. Ui,
ghê vậy. Dựng bom keo cả. Wow, để coi. Hãy dựng bom keo cả. Ui. Hãy dựng bom keo cả. Ok nhá. Đậu xanh. Ui. Đậu xanh. Ui, đậu xanh headshot rồi nha em ơi. Ui, nữa hả? Nữa hả nha mày. Ui. Nữa hả nha mày. Ok này. Mấy thiên nhiên. Ui, lao vào đây như kiểu là lao như con thứ thân vậy. Ok. Như vậy thì kẹo đã có cho mình để mà thứ 4 rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ lượm thêm đạn súng trường này anh em ơi. Nãy giờ sấy mất nhiều đạn súng trường quá. Ok các bạn ơi, đổi qua MP40 rồi nhỉ. Rồi nha, và kẹo sẽ lượm thêm đạn súng trường nha anh em. Từ từ, vứt đạn súng từ lên ra cái đá này. Ok, chúng ta sẽ lượm thêm đạn súng trường nha anh em. Tầm này ổn chứ nhỉ. Nữa này ngon. Cái này tay chúng ba này, tuyệt vời anh em ơi. Toàn là trang bị chất như này thì không tốn một tí hơi phí anh em ơi. Có mỗi cái nòng súng 3 thì mình sẽ lượm nốt nòng súng 3 nha anh em. Để trong ba lô nha đấy. Tí nữa thằng cuối thì mình sẽ trang bị nòng súng 3 luôn. Rồi anh em ơi. Đây go. Tiếp tục săn mạng này anh em ơi. Đây, kẹo sẽ cố tốt 1 nha anh em ơi. Vẫn gắt, vẫn căng mà anh em. Hôm nay các bạn ấy lại chơi căng quá nhỉ, là mình sợ đấy. Đây. Ui, ngay phía trên nó ở E của Thính nha. Lên luôn. Anh lại phải ngại các chú cả. Wow. À, đậu xanh. Ngay phía trước mình có người này. Một đứa anh em ơi. À, đâu vậy. Thôi kệ anh em ơi. Thằng phía sau ở đâu vậy? Đây, thằng phía sau đây. Ngay chỗ căn nhà này anh em ạ. Ngay chỗ căn nhà này. Ui, đậu xanh. Ok, chết cho em ơi. Tí anh đà nhá. Mình đang tính căn sọ nó anh em ạ. Ok, tuyệt vời. Xíu nó kêu mình rồi anh em ơi. Hay là mình có S tính năng giáp của MZU đâm ra là máu trâu này. Đấy. À đâu, đâm ra là giáp trâu đấy. Ngon. Với lại đang có giáp 4 nữa anh em ơi. Nó canh vào đầu mình bắn cả. Thế ghê rồi, mình sợ rồi anh em ạ. Cái đang có đó là 7 túi máu nha anh em. Let's go. Cùng kẹo được xem mạng nào mọi người ơi. Phía trên căn nhà này có người nhá. Đó. Sau bom keo anh em ạ, có một đứa nha. Mình kệ, mình chưa xuống vội. Mình cứ lỡ ở ngoài cái đã. Vào trong trước có khi lại xanh mộ anh em ạ. Nào, ở đây à? Ok, xin mỗi cho em ơi, tuyệt vời. Úi dồi đây. Thế là xong rồi nhá. Như vậy là kẻ đã có được bạn thứ 6 rồi nha anh em ơi. Bây giờ ra kia lại có xe xịn nữa là kiếm top 1 nó dễ thôi à. Đâu có khó đâu anh em. Thính này là thính AWM à. Ok, bom keo này. Quá là nhiều bom keo rồi nha mọi. Tầm này là ổn rồi. 11 bom keo. Tha hồ thì nữa mà dựng bom keo để chắn anh em ạ. Ngon. Ui. Hòm sát nữa này. Đây. Xe đây, chứ xe đâu nữa hả anh em. Ok, có xe để săn mạng rồi nha mày. Tuyệt vời. Quá đã. Đây con nào mọi người ơi. Cùng kẹo đi săn mạng nhé mọi người. Ô, bom keo các bạn ơi, bom keo các bạn ơi. Đai luôn nhé, tuyệt vời. Thế là kẹo có được bạn thứ 7 rồi. À, đây nữa hả? Ui, đây nữa hả? Ok, headshot cho em ơi. Buồn cho em. Tính chơi với kẹo à? Tuyệt vời. Thế là kẻ đã có cho mình được bạn thứ 8 rồi nha anh em ơi. Anh em thấy ghê chưa? Nạp đạn luôn rồi. Đây, còn 8 đạn nữa thôi anh em ơi. Cố gắng trận này top 1 luôn anh em ơi. Nào. Mình trận lên phía trên cái đã nào. Ok anh em. Let's go, cố gắng kiếm top 1 nhé anh em. 8 mạng rồi này. Xem là mấy đứa còn lại chúng nó ở đâu nhá. Thì kẹo sẽ chơi luôn, xấy luôn. Không phải ngại gì cả nha đây.
đang tìm xem là chúng nó đang ở đâu nha anh em ơi. Wow. Ui, sau đứa này. Ở đây, mãi mãi phía xa này, mãi phía xa này. Ui, mất dấu rồi anh em ơi. Sao quá đâm ra là mất dấu anh em ạ. Ui, cái đậu xanh nó ngay phía trên hàng rào thì phải anh em ơi. Đang thấy nó rồi thì nghe mất dấu nhá. Chắc là mình cứ chạy ô tô đi. Cứ chạy đi ô tô anh em ạ, không phải ngại gì cả. Lấy ô tô đi săn mạng cho dễ mà, ngại gì đâu. Chúng nó còn sợ mình nữa cơ. Đây đây, lấy ô tô. Đó, ngay chỗ con đường này này. Ngay chỗ con đường này này, ui đậu xanh. Ui đậu xanh, ui đậu xanh, ui, ui đậu xanh. Ok, xanh mộ cho em ơi. Let's go anh em. Chạy xe lên trên luôn nhỉ. Ui, là anh em ơi. Anh ơi, mai bọn khối em chúng nó tạo phòng luôn 500k. Ui, gắt quá nhỉ em. Thấy sợ rồi, ui. Chạy xe lại còn bị tụt dốc nữa anh em ơi, buồn ghê ta. Thế phải lấy đà anh em ạ. Thôi kệ đi, còn lại có vài đứa thôi à. Cần gì lấy đà hả anh em ơi. Chạy xe trên này có lẽ là hơi bị khổ một xíu. Thôi kệ đi. Giáp chú nổ mới này, ngon. Mình sẽ lên phía trên luôn anh em ơi. Bo thu xuống dưới hả. Wow. Thế tí mình xuống dưới sau, ngại gì đâu. Ok các bạn ơi, cứ lên mắc phía trên cái đã. Sau là mới xuống dưới nha anh em ơi. À đây, à đây, à đây rồi. À đây rồi, à đây rồi, à đây rồi, ui. À đây rồi anh em ơi, à đây rồi, ui. Mà định bắn đấy nhở. Ok anh em ơi, 10 kill rồi nha anh em ơi. Bây giờ cố gắng top 1 nữa là ok nhá. 3 mạng nữa anh em ơi. Chắc là mình sẽ chạy qua và lượm thêm đạn xuống trời anh em ạ. Mới chưa nổi. Còn lại có 129 viên thôi à. Chắc là không đủ đâu anh em ơi. Ok, thêm đạn xuống trường nhé. 159 viên này. Tha hồ đủ rồi nha anh em ơi. Có đạn rồi, bây giờ là chạy bo xuống thôi. Chạy bo xuống như này hơi bị nguy hiểm này anh em. Tôi cảm giác là nguy hiểm quá nhỉ anh em. À, một đứa đang chạy này, một đứa đang chạy này. Một đứa căng anh em ơi, thôi kệ, thôi kệ. Cứ chạy xuống cái đá bắn nhau sau. Bắn nhau sau anh em ạ, cứ chạy xuống cái đá này. Bắn nhau luôn là chết luôn đấy anh em ạ. Đấy, cứ chạy xuống phía dưới cái đã. Đó, bắn nhau sau này, bắn nhau sau này. Ui, mày ngồi đây à, mày ngồi đây à, ngồi đây à. Ok, xin bộ cho em ơi. Tuyệt vời. Tưởng ngồi đây mà ngon hả em ơi. Còn hai đứa anh em ạ. Thế tôi sẽ trang bị đồng ba luôn này. Ok. Ui, bo thu ngay cạnh phía này này, mình có 13 băng keo cơ mà, ngại gì anh em ơi. Chuẩn bị nhảy xuống và dựng full băng keo nhỉ. Nhập băng keo để làm gì anh em ơi. Nhập băng keo để dựng băng keo phòng thủ chứ sao nữa hả anh em ơi. Tuyệt vời. Ui sao toàn đá, mình nghĩ là có người nhá. Cứ dựng cái băng keo cho chắc này. Ui đấy, cứ dựng cái băng keo cho chắc. Sau đây anh em là kẹo nó nhanh quá, chữ dính hết cả với nhau này. Suýt cắm vào lưỡi rồi anh em ơi. Có nhiều bông keo để làm gì. Không biết là mình dùng như này có lãng phí bông keo không anh em ơi. Tôi thấy là hơi bị lãng phí đấy. Ui, headshot cả, ghê vậy, ghê vậy. Headshot thì ghê rồi anh em ơi. Ngay trong nhà, bắt tử heo ngay trong nhà, ui ngay trong nhà. Ok, như giống anh em ơi, tuyệt vời. Wow. Yes. Top 1, 12 kill các bạn ơi. Nhảy lên nào anh em ơi, ăn mừng nào. Như vậy là kẹo là được top 1 rồi anh em ơi. Tuyệt vời. Ok. Và đấu này thì kẹo đã giành được top 1 với 12 kill nha anh em. Yes. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.